nghen hoặc người chân thủ nghen nên về huyện Thiên Bản làm quan trong phủ dậy. Thank you.
bóng ông hòa thân ngôn thần đạo đang đang ngang phụng thờ trong kinh có chữ Lan Đông A Di Đà Phật hoàng vô ngự đồng phép hoàng lục chi thần thông. Chúc 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 chú
ông cho họ nguyện cầu lên mà ước được. Ông cho vĩnh hoa thọ trường. Hồng linh linh đẹp như tranh mà tạo hòa xưa kia đã lập thành. Muôn thuộc núi sông con bên vực đất Nam đã non kia dẫu mòn nhưng đức hoàng
vẫn tựa vầng dương. Nông hóa phép thần thông, xa cho chúng thần mắt mắt trần, còn mang tàn ăn cao sơ. Lời kêu tiếng cầu quan hòa cho thỏa lòng mong, ghi ông tâm thành ông mười người đi đâu đâu. Bình ngang
cánh trời, đâu còn là gió sương đêm này. Bự về đây đông nghề sang bóng quý quan hoang ngần sau trước gần xa xem mai hiu duyên hoàng bàng. Ông ban cho đồng ngày ngày sau ngân xa xuyên nước nước xanh ba miền cửa nhà ra sự bình an. Sáng lâm đàn tràng họ nguyện con cầu mong lương kinh bán Phật tuyên kinh quan hoàng người sáng lâm chứng cho gây họ nguyện thanh tâm ông thương cho thanh đồng họ nguyện con được dấu ơn xa xưa từ mẫn nắng khi ông giang đồng như vầng hào quang từ xa để tiếng ca cũng đàn con đón hoa vui về trần gian. Cho thành đồng, cho tiếng ca cũng đã cho người trần thế chúng con bình an, được làm bốn phương thành bình đời đời, cháu con hiền vinh. Đồng bóng chốn dương xa mới hay trong việc đạo hầu ngự về đâu đâu có ai bằng qua khi ông sáng lên dương đồng đẹp đẹp là người sáng như
nguy mơ. Nhang khói bay văn đàn dâng tiếng ca, đằng đằng xa bách xa theo về ngây đón hoàng đường đồng loạn xa. Hoàng chiêu tài cho chúng dân, cho chúng dân trong trong làng tiền bình an. Ông đồ ghế ông giàu xa, năm tháng an lành tâm thành chúng con bình an. Ngày lộc tài ông ban cho các ghế trên trần gian, cho những pháp sư văn bản mọi nàng yêu dân. Nay ghế ông nhất tâm hoàng gia mừng vui, vui với đêm vui với đời vui với người hoàng vui tiếng cười. Như mãi hôm nay chén rượu đồng mười hai nữ tiên dân quan hoàng người ngớt năm năm say cùng vui tiếng cười. Chúc cho ghế hoàng bóng đẹp đồng xa. Trầm hương bay ngát thơm trong đêm, văn ca để tấu lên hoàng. Ngày xưa đến sớm mai họ nguyện con là
đây vẫn chưa hết lòng lòng ta. Họ nguyện đây vẫn chưa hết lòng lòng ta. Gạo chờ chua chứ là chẳng mà là trong. Chứ đêm hôm đi hoàng mười loãng xả mình ngủ đâu. Điều lạnh lạnh điều sử cũng phản cùng với chân xa. Văn 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 thao võ lược nghề tứ trời hoàng thông thông minh minh minh. Ai qua bỏ hạt sơn khung
Hoàng ăn chơi mà lệnh đất nó nghiêng là rời.
những khi đi hầu mẫu lại khoan thai nhẹ nhàng, khoan thai đẹp nhẹ nhàng. Ở trên rừng đẹp nhất mê hoa trên rừng thì đẹp nhất nhất có hoa lan, đền Đinh Giang đêm nay đẹp nhất nhất chỉ có bóng bóng quan hoàng mười, có bóng bóng quan hoàng mười. Trần gian nên nhớ những ông cường, trần gian nhớ những ông cường, nhớ khăn nê hoàng đội chỉ nhớ lời hoàng truyền ban. Đúng ai đêm được những lá rừng, đúng ai đêm được mấy tầng mà chơi ca, đúng ai đếm được các vì sao, đúng ai mà đếm được công lao đức hoàng mười, công lao đức hoàng mười. Đến đây đẹp là đến mấy đây đẹp, trang nhà phong ngữ đang hầu hạ quan nơ hoàng, sống thật sáng xa hoàng tiếp lòng cho khắp muôn người, khắp bốn phương trời ai bằng quan bằng quan, vẻ lịch sự thì có ai bằng quan 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 người loạn nơ còn đang vui sau không đình đình trở ra về, câu hò còn đang giang dở hoàng lỡ về về sao đây, hoàng về các o lại chẳng cho về, o túc vạt áo o để một bài thơ. Vào ngơ nhớ câu bên thủy, nhớ sinh đô đức hoàng mười, nhớ sinh đô đức hoàng mười. Hoàng vì đã có gần ngơ, hoàng vì đã có sớm về trong xứ nghệ ông bỏ thần thơ cả văn đàn, bỏ thần thơ cả văn đàn. Sông bao nhiêu lửa chưa chan, sông bao nhiêu nước lên chữa chan, rượu đào mì bao nhiêu chèn mà quan hoàng vẫn chưa say. Ấy mà rượu gì nhấp mãi không say, mà thơ chi thơ để hoàng ngây ngây ngất lòng, hoàng ngây ngây ngất lòng. Hoàng say
thì say chỉ mà anh hùng. Hoàng say thơ lý bạch 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 mà say cung đàn của bà nha. Ghế họ Nguyễn ông say điệp sứ bà Di Đà. Say trăng đỉnh đỉnh núi đêm nay hoàng say hoa ở trên cộng đồng. Say hoa trên cộng đồng. Hoàng thương họ Nguyễn con vất vả từ nay trở đi trở lại việc trần cũng như việc thánh hoàng cho nó dần 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 ông cho nó dần dần dần. Xưa xa các con mây xưa xa nghe áo thập nghề văn văn điều mặt 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 hai o cứ hớn hở mình chỉ nổ chiều cùng vì ông ở trên công đồng nghề đẹp đẹp nhất nhất nề bông hoa công đồng đẹp nhất nhất nề bông hoa ông người về đến đây xa ngự thì bông hoa kia cũng chẳng bằng bằng hoa kia cũng chẳng đẹp đẹp bằng bằng. Cõi trần còn nhiều duyên nở lên lòng hoang còn bâng bâng khuâng. Đồ ai hoàng đồ ai chứ đêm ngủ mà không mơ. Đồ ai đêm nằm ngủ mà không mơ. Đêm qua ghế ông nằm ngủ mơ thấy quan hoàng mười mơ ông mười về chứ phán nhỏ đôi câu mơ hoàng về ông phán nhỏ đôi câu họ Nguyễn quyết tâm việc thành ông cho phúc lâu sầu bên cho phúc lâu cho sầu bên. Ông mười lên
cô xin phố lượt đã bay bông đủ 12 cô tiên đừng hầu giá trong cung quán hoàng mưa xe mây vàng trên thượng tiên xe áng mây vàng gửi con xích tiểu mặc lên thiên đình tấu đối việc toàn xa